Hello Rai. Như mất tiếng Việt Rai rồi. Không nghe, không nghe. Hello, nghe không anh? Nghe rồi, nghe. Nghe. Rồi, chào Việt Rai nha. Xin chào tất cả mọi người. Sao coi mấy clip này anh Thư Quang có ý kiến gì không? Vui, trông vui. Kèo Quang Lâm đưa ra thì mấy dàn dạn thì có cửa nào đâu mà mới lên phản biện, đúng không? Lên phản biện hả? Chết à. Nay 4 nay 4 tháng 7 hả? Nay 4 tháng 7 sinh nhật nước Mỹ hả? À đúng rồi anh. Nay 4 tháng 7 sinh nhật nước Mỹ. À đúng rồi đó, sinh nhật nước Mỹ luôn á. Hình như trong đây cũng có sinh nhật ai kia nữa phải không ta? Đúng rồi. Khánh Nhã. Nãy tưởng ai đổi cái nick mới, nhìn tưởng đâu bạn nào. À, chào lại Việt Rai, chào lại mọi người. Thì hôm nay Việt Rai rảnh thì nhà mở Rai thì anh em vào chơi ngao rồi tí cho nó có phong, đúng rồi anh, nó có phong trào lễ hội với người ta, đúng không Việt Rai? Yeah. Thì giống như nãy Việt Rai đưa mọi người đi du lịch vòng quanh thế giới ha, vòng quanh thế giới từ Việt Nam qua Pháp rồi bây giờ về Mỹ tí đi, hôm nay sinh nhật nước Mỹ mà. Thì thế này mọi người, theo với Việt Rai thì mình cũng mới xem đoạn clip liên quan tới về người dân Mỹ, thì không biết là cái tính chân thật nó như thế nào, thì mình chỉ xem trên Facebook thôi, thì không biết nhân tiện đây mình muốn đưa lên cho mọi người xem thì Việt Rai thấy sao, được không ạ? Ok anh. Anh cứ đem vô tư, hôm nay anh em mình giao lưu đồ chơi thoải mái mà. Thì sẵn tiện những người ở bên Mỹ, thí dụ họ có xem qua, họ kiểm chứng giùm luôn, đúng không Việt Rai? Dạ đúng rồi. Ok. Anh em mình giao lưu chơi, có gì anh em mình cứ nói thoải mái, đâu có gì đâu. Có một chiếc máy pha cà phê, sau đó sẽ đến đây sẽ đầy cà phê. Hay là sao theo? Em ta. Xoay mặt là chưa xoay được. Sự sinh của thành phố, họ nỗ lực kiên cường bám trụ chỉ vì để sinh tồn. Nó hơi giật giật đó anh. Ông đang lái xe trước đây là trong số đó. Anh cũng là một kỹ sư máy tính rất. Đây nha, rồi. Đây là San Diego, một thành phố ven biển nằm ở California, Mỹ. Nhưng một thành phố phát triển nhộn nhịp như này, mỗi ngày lại đều có rất nhiều người vô gia cư lưu lạc ở khắp các xó xỉnh của thành phố. Họ nỗ lực kiên cường bám trụ chỉ vì để sinh tồn. Đồ, dã man ha. Người đàn ông đang lái xe trong mắt đây là một trong số đó. Anh vốn là một kỹ sư máy tính rất nổi tiếng, mỗi tháng thu nhập đến hơn 7.000 đô. Nhưng giờ đây anh chỉ còn cách đến cửa hàng Vira chào hỏi nhân viên giống như thường lệ. Nhân viên cũng rất cảm thông cho anh. Cô sẽ tặng miễn phí pizza khách ăn thừa của ngày hôm đó cho anh. Tuy chỗ pizza này là đồ ăn thừa, nhưng lại là bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh. Sau khi anh vui vẻ tạm biệt cô thì đi khỏi quán. Nhưng đây không phải là thức ăn cho một mình anh. Ở bãi đỗ xe này cũng toàn là người vô gia cư. Anh tốt bụng chia pizza cho mọi người cùng ăn. Bà ấy đã 55 tuổi và là một tài xế công nghệ. Và bà mắc bệnh tiểu đường. Cơn đói sẽ khiến nhịp tim bà ấy đập nhanh hơn, dẫn đến triệu chứng hoảng loạn. Vì vậy phải nhanh chóng nạp thức ăn vào cơ thể. Người con trai ngồi bên cạnh luôn miệng cầu nguyện cảm ơn thượng đế đã cho họ thức ăn miễn phí. Anh ấy sống như vậy đã được 2 năm rồi. Mình thực tập tới khiến anh từ một kỹ sư sống không lo nghĩ thành một tên ăn mày lang thang không xu dính túi. Vì quá béo và mỡ máu có vấn đề, anh được chẩn đoán là mắc bệnh tim. Để trị bệnh, anh đã dùng hết tài sản và mất luôn cả công việc. Từ lúc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đến giờ, anh không còn nhận thêm được bất cứ đồng nào nữa. Ở bãi đỗ xe cũ nát này, hầu hết mọi người đều có hoàn cảnh giống như anh. Có người thì gặp phải bất hạnh, có người thì gặp phải biến cố cuộc sống. Maria chính là một ví dụ điển hình. Một năm trước, cô còn ở trong một ngôi nhà đẹp đẽ, cuộc sống sung túc. Nhưng chồng cô đột nhiên thay đổi, cô buộc phải ra đi với hai bàn tay trắng. Lúc đó cô không hề níu kéo, chỉ đành bất lực rời khỏi nơi đã sống nhiều năm. Nhưng may mắn là cô vẫn còn chiếc xe ô tô. Chiếc xe bây giờ trở thành nơi duy nhất cô có thể ở. Để duy trì cuộc sống, ngày nào cô cũng làm hai công việc, đó là nhân viên vệ sinh và nhân viên chăm sóc. Cô đi làm cả tuần từ sáng đến tối không hề nghỉ ngơi.
Áp lực cuộc sống gần như làm cô suy sụp. Cuộc sống mệt mỏi lúc nào cũng làm cô chán nản. Nhưng biết làm sao được, nếu không đi làm thì đồng nghĩa với không có thu nhập. Vậy mà lương một tháng chỉ vỏn vẹn 1.400 đô la Mỹ, chỉ đủ để cô sống qua ngày. Cho dù ăn tiêu tiết kiệm đến đâu, cô vẫn phải dành ra 40 đô la Mỹ để đến phòng gym, phòng tắm là mục đích. Ôi, nếu lâu ngày tắm, mùi hôi cơ thể sẽ làm cho ông chủ của cô cảm thấy khó chịu, thậm chí là bị đuổi. Ở bãi xe này có gần 30 người, có người là công nhân, có người là tài xế, có người là luật sư. Họ vốn dĩ có thể sống không lo nghĩ, nhưng giờ đây lại phải lưu lạc ở nơi này, thật khiến người ta thấy xót xa và tuyệt vọng. Tổ chức nhân đạo cung cấp cho họ nhà vệ sinh miễn phí, bồn rửa tay và còn cả nhà bếp ngoài trời. Đương nhiên, điều Maria cảm thấy an ủi hơn là họ còn được cung cấp một chiếc máy pha cà phê. Sáng nào cô cũng sẽ đến đây rót đầy một cốc cà phê. Đây là khoảnh khắc cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong một ngày bộn bề của cô. 9:30 tối là lúc bãi đỗ xe đóng cửa. Mọi người đều chuẩn bị chui vào trong xe nghỉ ngơi. Đêm tối vắng vẻ, Maria không hề lơ là cảnh giác. Cô đóng chặt cửa xe. Bên cạnh người còn có bình xịt hơi cay và con dao găm. Chỉ cần có người xông vào, cô sẽ xịt hơi cay vào mắt hắn. So với Maria, thân hình quá cỡ của anh ấy càng khổ sở hơn. Trong xe anh chất đầy đồ đạc. Chỗ duy nhất anh có thể là ghế lái đằng trước. Một người 200 cân phải ngủ vật vã trên chiếc ghế lái, nhất định rất khó chịu. Cuộc sống là vậy, bạn đã cảm thấy hoàn cảnh của mình vẫn còn may mắn chưa? Lưu ý rằng tên các nhân vật có thể sẽ khác nguyên bản, hoặc nếu có giống thì cũng chỉ là sự trùng hợp. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở những câu chuyện thú vị tiếp theo nhé. Đó. Wow. Thì vừa rồi Thơ Quang có mời Việt Rai với mọi người cùng xem đoạn clip liên quan tới người dân Mỹ. Nhưng mà trong cái đoạn clip này á, Việt Rai với mọi người chú ý có một điểm gì biết không? Mỹ trắng nha. Điểm gì anh? Mỹ trắng. Ừ. Đúng rồi. Không? Chứ không phải Mỹ màu nha. Trước đây ví dụ những đoạn clip kia mà đưa những hình ảnh Mỹ màu lên á, thì mấy ba que là ôi do những người đó thế này, người đó thế nọ, họ chích hút không thích ke làm biến, họ, phải không? Cho nên họ mới là chị Hòa khoái không sống cuộc sống homeless thôi đúng không? Còn rõ ràng ở đây mọi người nghe rất là rõ đúng không? Mỹ trắng, rõ ràng là Mỹ trắng đúng không? Là một cái. Thứ hai á, có công ăn việc làm chứ không phải là không nha Việt Ra. Yeah. Đúng chưa? Đó. Một cái anh chàng đầu tiên là gì? Từng là một kỹ sư, không biết vì lý do nào đó ha, thì vẫn đi làm chứ không phải là không, nhưng mà về cuộc sống không thể trang trải được nữa, thì phải đi vào các cái cửa hàng mà tức là những là nhân viên trước đây của anh ta có quen biết làm đó, thì họ mới thương tình, họ gom lại những cái phần pizza mà khách người ta ăn thừa đó. Thôi quay xin nhắc lại nha, những phần pizza mà khách người ta ăn thừa, người ta ăn không hết đó, gom lại để đó để cho anh ta, mà rõ ràng là không riêng cá nhân anh ta cầm những cái phần bánh đó là về chia sẻ lại những người cùng họ cùng thuyền trong cái cuộc sống gọi là homeless của họ, đúng không? À, còn cái chuyện cái cô gái phía sau mọi người thấy rõ rồi, đó là gì? Đi làm quần quật từ ngày tới tối, thậm chí là làm cả tuần không có ngày nghỉ, mà một tháng chỉ có một khoảng chừng 1.400 thôi. 1.400 nó không đủ trang trải cho cuộc sống ở Mỹ, không đủ trang trải cho cuộc sống ở Mỹ. Và câu chuyện cô ta là tại sao qua ra homeless thì có liên quan tới vấn đề gì gia đình thì mình không hiểu, mà ở đây ta thấy rất là rõ cái kết của cái đoạn clip rất là hay. Đôi khi chúng ta nên phải cảm thấy là may mắn hơn họ rất là nhiều. May mắn ở đây là gì? Ví dụ như Việt Nam, thấy không? Ở Việt Nam nói gì thì nói thì ít nhiều. Ở ví dụ phụ nữ thì cũng có hội phụ nữ. Ở Việt Nam nhiều cái họ cũng hay lắm nha Việt Nam. Mặc dù nó không giàu có gì, nó không nhiều gì, nhỏ gì. Nhưng, ví dụ như là có vấn đề khó khăn gì lên trình bày với hội phụ nữ địa phương. Nếu họ xét, họ kiểm tra, họ thấy đúng như vậy thì họ sẽ có những cái quỹ để họ là tương trợ rất là hay. Chào Ngọc Sơn, không? Mà Việt Rai chung đi, những con người dân Mỹ mà đâu có nhỏ con đâu, ông nào bà nấy cà bá lửa, đúng rồi, tối nó phải ngủ xe hơi, giống như là một cái ngôi nhà di động vậy đó,
sáng là vừa đánh xe đi làm, nói chung là cuộc sống xe hơi, đúng không? Và rõ ràng các anh kỹ sư kia việc ra với mọi người nghe cái câu chuyện của anh ta cũng rất là rõ. Mặc dù trước đây làm cả tháng là 7.000 đô, đúng không? Nhưng mà khi bệnh tật xuống là trả tiền không đủ tiền để chữa trị. Cái đó cho chúng ta thấy cái gì? Cái đám sọ lá bên kia cứ hô hổ là đồ cứ ra rã cho rồi Việt Nam Mỹ sướng lắm, đi viện phí là không có tốn tiền, vào bệnh viện là chữa chạy là không có tốn đồng xu cắt bạc nào hết. Vậy cái cái anh chàng Mỹ này là thế nào? Mặc dù trước đây mọi người từng thấy là vấn đề gì, cũng có những trường hợp những người Việt kiều gọi là người Mỹ gốc Việt đó, họ cũng lên họ cũng phốt là đi bên Mỹ là đi viện là phải thế này, đi viện phải thế kia, thì tụi ba quen nói ui thằng này đó, cộng sản cài cấm cộng sản nhồi sọ, đúng không? Việt Nam cũng vậy không? Đúng rồi đó. Còn cái này trường hợp này là người Mỹ chính gốc luôn nè, mà đã nhắc lại nha, là Mỹ trắng chứ không phải Mỹ màu nha. Thì không biết trường hợp này, những trường hợp như thế này á, cái quân ba qua sọ lá đó, khi nó xem qua thì nó nói như thế nào, nó trả lời như thế nào, và những nó giải thích như thế nào về trường hợp này. Vừa ra thấy rõ, mọi người thấy rõ không? Tức là cả một cái bãi xe luôn, chứ không phải là, tức là một cái khu đó là những người vô gia cư mà họ chỉ biết sống trên xe hơi thôi. Họ tập trung về một nơi, ít nhiều gì, cái tối thiểu là gì, vấn đề là họ có gọi là, mình gọi tạm gọi là tương trợ lẫn nhau đi. Còn thực sự có tương trợ hay không thì mình chưa biết, nhưng mà rõ ràng là sống chung một tập thể như vậy á, nó đỡ, đúng không? Nó liên quan tới vấn đề an ninh, nó cũng đỡ, việc ra công nhận không? Đúng rồi anh. Thì ở đây là chúng ta lại càng thấy thêm một vấn đề nữa, vai trò của chính quyền ở đâu để bảo vệ người dân của họ, nhân quyền đó, dân chủ đó, ở đâu? Và chính phủ chăm lo đời sống cho người dân Mỹ nó như thế nào? Thấy rõ hết à? Mà đó, đừng nói gì bây giờ, ngay cá nhân Việt Nam nè, hay là cư xá Duy Tân nè, đó, đơn giản thôi. Bây giờ thử việc ra với cái cư xá Duy Tân mà không có việc gì làm ở bên đó thì nó sẽ thế nào? Đù chết à, đù à, đúng không? Trong clip đó là cái ông Mỹ trắng đó, mọi người thấy rất là rõ là gì. Ok, ông ta là kỹ sư, từng làm kỹ sư, và khi ông ta thất nghiệp nghề không làm nữa thì anh có nghe được. Anh em xin lỗi, anh có nghe cái khúc mà ổng nó trên đó người ta có nói là sau khi ăn thất nghiệp 6 tháng không? Đó là đúng á. Cái đó là đúng, ăn xong 6 tháng rồi vẫn chưa có việc làm là coi như cúp xong, mày tự đó. Lo Và từ đó trở đi là cũng nói rất rõ ra việc ra, thấy không? Tức là không có đồng xu cắt nào từ chính phủ nữa. Cái đó mới là nói trung thực đó. Sau khi ăn thất nghiệp 6 tháng đó thì thường thường ai mất việc cũng phải có chỗ ăn thất nghiệp, có chỗ, có người nói 1 năm, đúng rồi. Nhưng mà thật sự mà nói á, em thì em nghĩ chắc cũng có đó, cũng tùy chỗ làm, tùy cái chỗ của mỗi một người mỗi khác hay sao đó. Nhưng mà hồi xưa theo em biết, những người xung quanh em họ đi làm rồi họ ăn thất nghiệp, đa số người nhà em giống như ba em hồi xưa hay gì đó, thì theo em biết là ăn thất nghiệp nó cho là ăn 6 tháng. Nhưng mà thật sự mình cũng chưa có biết là tại vì ổng đã ăn 6 tháng đâu. Ví dụ như mất việc thì 1-2 tháng đầu là lo chạy sốt gió đi kiếm việc khác để làm, rồi thì lúc đó thì mình báo là mình có việc làm rồi thì không ăn nữa, nó cắt. Nhưng mà cái ông này Mỹ này là ăn sau 6 tháng là vẫn chưa có việc làm là nó cắt, cái đó là đúng á. Cái vấn đề 6 tháng thế này nữa này, việc ra nè, thì mình bên Mỹ như thế nào mình không biết. Ví dụ như là cỡ nào cỡ tối đa là 6 tháng hay sao thì mình không hiểu. Nhưng ở Việt Nam mình á, thì là thế này nè, Việt Nam nè. Ví dụ bây giờ Việt Nam đi vào làm một cái công ty nào đó đi, thì công ty với Việt Nam là có trách nhiệm là đóng bảo hiểm xã hội là một nè, bảo hiểm thất nghiệp là hai nè, là những cái khoản đó. Và khi nếu Việt Nam thất nghiệp á, ví dụ như á, Việt Nam làm 5 năm và đóng được 5 năm đi, đóng được 5 năm đi và ra thất nghiệp á, thì cái tiền bảo
hiểm thất nghiệp thì ai sẽ được hưởng là hình như là 1.5 hay sao, 1.5 thì anh nhớ từ cái đợt đó là năm đâu rồi anh đâu của anh là đóng từ năm bắt đầu cái luật bảo hiểm thất nghiệp nó có hiệu lực đó là như năm 2020 2011 vậy, thôi quan quên rồi. Thì nó sẽ nhân theo hệ số việc ra, hiểu không? Ví dụ như việc ra đóng 7 năm 8 năm đi thì tương đương thì khi việc ra thất nghiệp thì sẽ lãnh được 7 tháng 8 tháng tiền lương thất nghiệp. Chứ không phải là tối đa 6 tháng là thôi đâu. Cũng có trường hợp người ta lãnh ít, ví dụ như người ta làm mới có 3 năm mà, ta đóng mới 3 năm mà thì ta chỉ đóng được người ta lãnh gì được 2 3 tháng vậy thôi, đại khái vậy đó. Còn bên Mỹ như thế nào mình không biết. Nên mở như thế nào mình không biết, có phải là maximum 6 tháng hay không hay hơn nữa mình không biết. Thì đó là chỉ những người ở bên Mỹ như Việt Nam hay là những người bên đó thì họ biết thôi. Nhưng mà qua đây á, đó qua đoạn clip mọi người thấy rất là rõ không? Nha. Chào anh Huy. À. Bơ que sổ lá, trời Mỹ sướng lắm, ở nhà lầu đi xe hơi đúng, ở nhà lầu đi xe hơi. Đó. Này giờ nó ở xe hơi luôn. Đó, mình muốn đưa đoạn clip đó lên, thứ nhất cho mọi người thấy, và thứ hai á, thì qua đây nè, ở ví dụ như trường hợp Rai hay anh cứ thấy gì tân, những người bên Mỹ á, xác nhận xem những trường hợp như vậy nó có hay là không? Có nhiều đó. Luôn, có đầy luôn. Em còn nói, anh Thơ Quang còn nhớ không, em còn nói là không những á, là bây giờ người lớn nữa mà bây giờ phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ cũng vẫn là homeless, cũng vẫn đi ra ngoài đường, ở liều, ở trại, cũng giống như ở trong xe luôn. Anh muốn kiểu gì cũng có đó, nó ở trong xe mà mấy đứa con nít luôn á, rồi ở liều nữa, ở trại, vô trong một cái khu mới thấy tội nghiệp lắm. Rồi có mấy đứa em chạy ngoài đường em thấy nè, có nhiều đứa đang mang bầu mang thai nữa, cầm tấm bảng lên là đang có bầu mấy tháng vậy đó, cần tiền để ăn uống sinh hoạt gia đình, đau khổ không? Không lẽ mấy cái đó là tại người ta thích hả ta? Anh thì anh không biết nhưng mà anh nghĩ thế này, việc ra tức là cái mặt trái của chủ nghĩa tư bản nó có vấn đề như thế này nè. Cái thẻ trả trước có việc ra, cái credit card á, người ta công nhận không, cái credit card á thực ra nó rất là nguy hiểm. Đúng. Nếu người dùng họ không biết cách sử dụng một cách gọi là cho nó có tính toán và nó có sự một chút thông minh trong đó. Nó là con dao hai lưỡi đó. Đúng rồi. Thì cái credit card đó là chính cái sợi dây á. Sợi dây nô là chói cái người dân Mỹ vào cái credit card. Đúng rồi đó. Anh nói đúng á. Đó. Anh thì anh nghĩ như vậy. Còn thực sự thật như thế nào thì tùy góc nhìn của Việt Rai với mọi người nha. Bởi vì cái credit card nó nguy hiểm ở chỗ á. Tâm lý mà, thà Việt Rai cầm một xấp tiền mặt á, Việt Rai chi xài á, Việt Rai còn đắn đo suy nghĩ nha. Trước khi muốn mua sắm cái gì, hay là xuống tay mua cái gì đó, chi trả cái gì đó, thì Việt Rai phải tính toán đầu đuôi như thế nào cho nó cân đối, mình mới dám chi tiền, đúng không? Yeah. Nhưng mà cái thằng credit card nó nguy hiểm ở chỗ, tức là nó đâu có hiện hữu đâu. Đúng không? Đúng rồi. Giống như mình cảm thấy, tức là cái tiền nó có cảm giác như là ở đâu từ trên trời rơi xuống, chứ không phải là tiền của mình, không phải mồ hôi nước mắt của mình. Đúng là mình chi xài một cách nhiều khi á nó vô tội vạ, hoặc là người ta Việt Nam, người dân Việt Nam mình hay có câu gọi là vung tay quá chán á Việt Rai. Yeah. Mà tới lúc hụt cái gì đó đắp lại đắp không được là chết. Đúng quá, nó đau khổ lắm. Lúc mà đúng bill nó về, má, tiền lời nó chồng chất lên, man, đó mới phê. Đúng không? Vừa ra không nhận không? Cái đó mới là chết. Cái đó em cũng muốn khuyên cho mấy anh chị em ở Việt Nam mình đó, là tại vì vậy, cái thời gian sau này á, thì Việt Nam mình nó phát triển,
Việt Nam mình nó phát triển thì cũng có nhiều anh chị em cũng bây giờ bắt đầu em thấy trong người nhà của em ở bên Việt Nam giống như mấy thằng con bà dì cũng bắt đầu có mấy cái thẻ đó đó. Đầu tiên đúng rồi anh, đầu tiên một cái thẻ là ngân hàng của mình, tiền của mình, nó kêu là thẻ ATM á, thì em không biết bên Việt Nam cái thẻ đó nó có đầy cái chữ debit không? Debit có ở bên đây á, thí dụ như cái thẻ đó nó cũng là Visa, nó cũng là Mastercard luôn, nhưng mà nó có cái chữ debit, có nghĩa là cái thẻ đó anh chỉ xài được tiền của anh trong ngân hàng thôi. Anh mà hết tiền trong ngân hàng anh là anh không có xài được. Nhưng mà nó cũng vô mấy cái chỗ Visa rồi nó xài được hết, nhưng mà cái tiền đó là tiền của anh, của ngân hàng của anh. Còn cái credit card mà anh đang nói đó là cái tiền đó là nhà nước nó thấy mình giống như có uy tín, có công ăn việc làm, có khả năng trả nợ được, nó anh khai báo rồi cái nó coi cái số tiền anh làm vô anh đem về được bao nhiêu, khả năng nó như thế anh trả nổi hay không hay gì đó thì nó cho anh, chứ không phải ai nó cũng cho cái mức giống nhau. Có đúng người rồi, cũng rồi. cái thẻ đó dạ, có người cũng cái thẻ đó mà có người được 1.000, có người được 2.000, có người được 300, có người được 500, mà tùy. Tại vì cái lúc mình khai báo á, là mình khai cái công ăn việc làm của mình, cái số tiền mình lãnh lương nữa, tiền lương nữa, rồi nó coi theo cái điểm uy tín của mình nữa đó. Mỗi một người có một cái khác nhau để thẩm định đó. Vậy dạ dạ đó, thì cái đó là cái tiền trả góp đó, xài trước trả sau đó. À, rồi em mời anh. Thì ở Việt Nam á, những người khác như thế nào mình không biết, nhưng mà về cái thẻ đó, đó thì Việt Nam gọi là thẻ tín dụng. Thực ra là ngân hàng, thí dụ chỉ cần người Việt Nam có mở tài khoản ngân hàng thôi thì bên ngân hàng sẽ có nhân viên chào mời Việt Nam rất là nhiều. Chào mời là lập ra một cái thẻ tín dụng là gọi là xài trước trả sau á. Yeah. Nhưng tức là họ giống như Việt Nam nói, nhưng mà họ có sự thẩm định là gì, về khả năng tài chính của cá nhân đó ở mức độ nào, thì họ chỉ đưa ra một cái tài khoản ban đầu nó theo tỷ lệ tương xứng thôi. Việt Nam hiểu không? Yeah. Ví dụ như mà anh nói nghe cá nhân anh đi, không tuy nhiên cái anh mà mấy ba que nó gọi là dư lượng dư ba cũ á, thì làm gì có tiền nhiều, hiểu không? Thì mở thẻ thì nó cho hạn mức 1.500.000. Dạ. 1.500.000 thôi, nó không cho hơn nữa. Việc này phải không? Yeah. Xài sao xài. Đó, xài sao xài là cứ xài rồi đắp vô trong hạn mức 1.500.000 thôi. Không thể xài hơn được 1.500.000 đó. Nhưng mà tức là có biết không? Có nhiều khi 1.500.000 đó, nếu mà anh cái người biết xài đó, anh giữ cái đó, cái đó là cho để dành khẩn cấp. Chỉ đúng rồi, cho khẩn cấp thôi. Thí dụ như trường hợp mà anh đi đạp bánh tráng mà trong tiền không có, trong túi không có đồng tiền mặt hoặc là cái gì đó thì mình xài khẩn cấp. Nhưng mà nó ít như vậy á, về còn có khả năng chi trả lại được. Áp lại được. Nó cho ông 10 triệu, 20 triệu á, ông kéo sướng quá, về ông trả không nổi là lúc đó cắn lưỡi á. Thì đó, ý anh nói là ở Việt Nam nó còn đỡ cái vụ đó, Việt Nam phải không? Tức là họ cho, nhưng mà cho trong hạn mức nó họ có cái vật có cái sự kiểm soát nhất định, tức là vẫn có cái cửa để cho mình đắp lại được, chứ không phải là lố như bên Mỹ rồi bị lệ thuộc. Việt Nam hình dung không? Đúng rồi. Chỉ có trường hợp như thế này nè, trường hợp như thế này thì gọi là khổ cha khổ mẹ nè, tức là nhiều khi cha mẹ thương con thương cháu, đúng không? À, và thời buổi giờ hiện đại rồi, cũng tạo cho đứa nhỏ một cái rít cạc cho đi chơi cho bằng bạn bè. À. Thì tiền, yeah, cái cơ bản thứ nhất, tụi nó chưa làm ra tiền, sống bằng đồng tiền của cha mẹ mà, đúng không? Yeah. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái của cái thẻ đó là gì? Chi vô tù vạ, đâm ra là thể hiện lắm, nhiều khi cứ quẹt thôi, không cần biết. Tài khoản cháy thì cứ alo về ba về mẹ bơm vô. Cái đó cũng khó chịu của Việt Nam. Nhưng mà nó khổ quá, cái giống như hồi khúc đầu anh nói á, anh cầm cái tiền mặt á, anh xài anh phải
xì ra anh trả thì anh thấy ngán. Nhưng mà anh thử đi, bữa nào anh có anh thử đi, anh cầm cái thẻ anh xài anh thấy sướng lắm, anh không có ngán mẹ gì đó. Ê, về từ từ trả chừng nào về tao trả. Đó cái kiểu nó vậy, cái tâm lý nó vậy đó. Cho nên anh biết á, vừa rồi mấy cái đợt mà em coi được cái chiêu này em mới biết á, ngồi ở nhà em lục em coi. Đợt vừa rồi mà Covid nè ha, mấy năm vừa rồi mà bị Covid ở bên Mỹ á, kinh tế nó rớt gì, người ta ngừng ở nhà gì, bill bổng nó dồn về, người ta không trả được, tại có đi làm tiền đâu mà trả. Mà biết dân Mỹ mà nó ngưng làm chừng vài bữa thôi là bắt đầu nó dậy tê tê rồi đó. Mà nó ngưng như vậy gì, người thì bị thất nghiệp tràn lan, rồi cái chi trả không nổi, mà ngân hàng nó cũng bị luôn. Tại vì mà dân chúng nó không trả, ngân hàng nó cũng bị hụt. Anh biết ngân hàng nó sống, đúng rồi anh, nợ xấu nó chồng chất. Anh biết tụi ngân hàng đó, nó sống sót nhờ cái gì không? Nó sống sót nhờ những cái tiền mà nó phạt những cái người mà không trả hoặc là bị trả trễ đó. Thí dụ như lãi suất đó đúng không? Dạ. Nó phạt lãi suất đúng không? Đó, nó nhờ những cái lãi suất mà nó sống sót đó. Mấy cái ngân hàng lớn nhỏ gì đó, còn thằng nào mà nhỏ xíu mà chết thì chết, thì cái chuyện đó mình không nói. Nhưng mà những thằng còn sống sót lại á, thí dụ như giờ em xài cái thẻ, em ra em kéo cái thẻ credit card đó đi, em kéo em xài, bill nó về, tới chừng cái giấy nợ về nó báo là hôm bữa em đi em kéo 500, thì bây giờ cái tiền em trả thấp nhất là minimum là thấp nhất là 50 đô, còn em muốn trả nhiều em trả, nhưng mà cái tiền thấp nhất em phải trả 50. Nếu mà em mà đúng tới cái ngày đó em phải trả thì bây giờ em không có việc làm, em không trả. Nếu mà em không trả tháng sau nó sẽ chồng lên, nó cộng tiền lời của tháng vừa rồi với tháng mới nó cộng vô. Thì bây giờ á, em có trả đi nữa, giờ em đang thất nghiệp em chỉ trả một chút xíu thôi, thì nó sẽ cộng những cái tiền phạt đó. Ồ mà nó cộng những cái tiền phạt, rồi tiền của những người trong ngân hàng nữa, tiền mà của mình á, trong ngân hàng, tiền giống như hồi nãy em nói debit á, em xài em cũng không có chi phí trả, rồi bắt đầu nó cũng rút ở trong đó ra để nó những cái tiền mà hụt nè, tiền phạt người ta nè, những cái tiền mà người ta trả trễ nè, rồi người ta phải trả lợi sau này á, đó nó cầm cự, nó sống cũng nhờ mấy cái tiền đó của người ta đó anh. Dễ mang không? Ừ. Yeah. Đó. Mà anh biết rồi đó, khi mà anh không trả là đâu phải chuyện bình thường vậy không thôi đâu. Khi mà mình không trả nổi là bắt đầu nó đánh vô, tại vì cái gì nó cũng vô cái hệ thống hết trơn rồi. Bắt đầu nó quất vô cái điểm tín nhiệm của mình, rớt bù mà rớt xuống rồi bắt đầu mới là đau khổ nè. Và đó, bây giờ từ nay về sau không thằng nào cho đi mua đồ lỡ kẹt tiền quá, giờ cần phải mua cái đó về liền. Thí dụ như giờ cái tủ lạnh ở nhà bị hư mà tiền thì không có mua đủ, thôi giờ có cái thẻ, mà giờ cái thẻ điểm tín dụng bết bát quá nó cũng không cho để lấy cái thẻ xài nữa. Rồi coi dạ, như xong luôn. Má là bắt đầu nó dồn vô quá. Thì đó. Bắt đầu đau khổ. Đó cũng là một cái lời giải cho tại sao mà người dân Mỹ á, một khi đã dính vô rồi là chỉ biết quần quật lao động và cày bừa thôi. Anh đúng rồi anh.